Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế hôm nay cho biết hơn 800.000 người dân Libya, tương đương với 11,4% dân số nước này, đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do cơn bão Daniel đổ bộ miền đông nước này hôm 10 tháng 9 vừa qua. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ từ các quốc gia, đồng thời yêu cầu các phe phái tại Libya đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi giới chức Libya lo sợ số người thiệt mạng sau trận lũ ở nước này có thể lên tới 20.000 người, giờ vẫn có khoảng 10.000 người mất tích. Thị trưởng thành phố Derna cũng lo ngại thành phố sẽ bị nhiễm dịch bệnh do số lượng lớn thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát và dưới nước. Nhu cầu chôn cất thi thể để tránh lây lan dịch bệnh tăng cao đến mức hàng trăm người được chôn tập thể trong một ngôi mộ. Hiện Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Libya đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp một năm tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước tình hình trên, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, ông Von Kertok, đã kêu gọi viện trợ từ các quốc gia. Tôi kêu gọi giới chức ở Libya vượt qua các vấn đề bế tắc để tập trung hành động giúp người dân được tiếp cận cứu trợ kịp thời, đặc biệt là nhóm người dễ bị ảnh hưởng nhất cần nhận được sự quan tâm và bảo vệ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một lô hàng gồm 29 tấn vật tư y tế đã đến thành phố Benghazi của Libya vào ngày hôm qua. Theo đánh giá, thành phố Derna gần như đã bị tàn phá khoảng 1/4 diện tích. Nhiều nhà cửa, công trình, phương tiện đã bị cuốn trôi theo lũ. Trận lũ lụt lịch sử tại Libya được hình thành từ cơn bão Daniel. Trước khi tấn công quốc gia này, cơn bão đã gây tàn phá các vùng Địa Trung Hải. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng gia tăng, những cơn bão tương tự sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Vì vậy, không chỉ Libya mà các quốc gia khác cũng cần có phương án dự phòng để kịp thời ứng phó trước thời tiết cực đoan. Trong ngày hôm qua, phần lớn các khu vực ở Australia đã phải hứng chịu đợt nắng nóng bất thường trong mùa xuân từ tháng 9 đến hết tháng 11. Dự báo mức nhiệt cao kỷ lục có thể xuất hiện vào ngày hôm nay. Một số nơi ở thành phố Sydney ghi nhận mức nhiệt lên tới 34,2 độ C, cao hơn 12 độ C so với mức trung bình của tháng 9 hàng năm. Đợt nắng nóng này xảy ra sau khi Cục Khí tượng Australia cho rằng các dấu hiệu về hiện tượng El Nino đang mạnh lên và có thể phát triển từ tháng 9 đến tháng 11 tới, khiến cho thời tiết ở nước này nóng hơn và khô hơn. El Nino có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan từ cháy rừng đến bão lũ và hạn hán kéo dài, khiến chính quyền Australia ban hành cảnh báo nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa hè tới tại nước này.